Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong tuần qua. Ngày 17 tháng 9, trong một động thái tiếp tục gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp 10% thuế lên lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la Mỹ từ ngày 24 tháng 9 và sẽ tăng 25% thuế vào đầu năm 2019. Đáp lại động thái của Mỹ, Trung Quốc đã thông báo áp thuế 5% và 10% đối với 5.207 hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ. Theo giới quan chức Trung Quốc, hành động này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như trật tự thương mại tự do toàn cầu. Sau hai cuộc gặp lịch sử hồi tháng 4 và tháng 5 giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên, với kết quả đạt được là tuyên bố bản môn điếm, trong đó cam kết ngừng mọi hành động thù địch chống phá lẫn nhau, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 vừa qua, hội nghị thượng đỉnh Liên Triều lần 3 đã diễn ra tại Bình Nhưỡng. Vấn đề phi hạt nhân hóa và dỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên là trọng tâm của chương trình nghị sự. Tối 19 tháng 9, các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU nhóm họp tại thành phố Sarpsborg của Áo để tháo ngòi nổ cho những căng thẳng liên quan đến thỏa thuận về việc Anh rời khỏi EU hay còn gọi là Brexit. Cả nước Anh và EU đều đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh EU, phiên họp đặc biệt vào giữa tháng 11 tới, nhằm đạt được một thỏa thuận Brexit lịch sử với một tuyên bố chính trị cho mối quan hệ thương mại trong tương lai giữa hai bên. Ngày 18 tháng 9, nội các Hàn Quốc đã thông qua thỏa thuận thương mại tự do FTA sửa đổi với Mỹ, trước khi văn bản này được trình lên Quốc hội để phê chuẩn. Những điểm mấu chốt được sửa đổi là Mỹ gia hạn thời gian đánh thuế 25% đối với xe bán tải nhập khẩu từ Hàn Quốc thêm 20 năm nữa, tức là tới năm 2041, và Hàn Quốc được tăng gấp đôi mức trần nhập khẩu các xe sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn của Mỹ lên 50.000 xe một năm cho mỗi nhà sản xuất. Thưa quý vị, năm nay đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italia. Trong 45 năm qua, đặc biệt kể từ sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013, Việt Nam và Italia đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân. Nhân chuyến thăm và làm việc của Vụ trưởng Vụ xúc tiến kinh tế và văn hóa Italia đến Việt Nam, Thế giới sự kiện sẽ cùng quý vị tìm hiểu về mối quan hệ giữa Italia và Việt Nam. Năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Italia, là năm hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 23 tháng 3 năm 1973, 23 tháng 3 năm 2018, và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 2013-2018. Những năm qua, hai nước đã tích cực trao đổi các đoàn cấp cao nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau. Trong 2 năm liên tiếp 2014 và 2015, Thủ tướng Italia Matteo Renzi và Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã đến thăm Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao Italia khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là nước ưu tiên phát triển quan hệ ở khu vực Đông Nam Á và là điểm đến của các doanh nghiệp Italia từ nay cho đến năm 2020. Việt Nam đã thể hiện sự coi trọng quan hệ với Italia thông qua các chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng năm 2014, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân năm 2015, chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang năm 2016. Ngoài ra, nhiều đoàn ở các cấp của hai nước đã có các chuyến thăm làm việc, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực chuyên ngành. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và quốc tế. Để kỷ niệm các thành quả mà Việt Nam và Italia đã đạt được trong 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhiều sự kiện quảng bá văn hóa được tổ chức ở cả hai nước, nhằm giúp người dân ngày càng biết đến nhau nhiều hơn. Riêng tại Việt Nam, Đại sứ quán Italia đã phối hợp với các cơ quan ban ngành nước ta, tổ chức những hoạt động để đưa văn hóa đất nước Italia đến gần với công chúng Việt Nam, như triển lãm ảnh Việt Nam Italia trong mắt tôi tháng 5 năm 2018, buổi hòa nhạc Gioachino Rossini Gala Concert tháng 6 năm 2018, tuần lễ liên hoan phim Italia tháng 9 năm 2018, cùng nhiều sự kiện khác. Đáng chú ý, tuần lễ liên hoan phim Italia lần thứ nhất diễn ra trong 3 ngày 20, 22 và 23 tháng 9 là hoạt động khởi đầu cho sự hợp tác điện ảnh hai nước sau này. Điểm nhấn của tuần lễ phim lần này là sự góp mặt của đạo diễn nổi tiếng Paolo Genovese. Ông đã tới Việt Nam và có các buổi thảo luận với các nhà làm phim trẻ của nước ta. 3 bộ phim của đạo diễn Paolo Genovese sẽ được giới thiệu tại Hà Nội, Có người lạ hoàn hảo, Địa điểm và Gia đình hoàn hảo. Sau 45 năm, quan hệ Việt Nam-Italia đã trở thành hình mẫu của quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và hiếm có. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp như hiện nay,
mối quan hệ song phương càng khẳng định được những giá trị thực tế. Mời quý vị cùng gặp gỡ ông Vincenzo De Luca, Vụ trưởng Vụ Xúc tiến Kinh tế và Văn hóa, Bộ Ngoại giao Italia, để làm rõ hơn mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Cảm ơn Vụ trưởng đã dành thời gian cho chương trình VTV ngày hôm nay. Thưa ông, được biết là ông đã đến thăm Việt Nam, thì ông có thể cho biết mục đích chuyến thăm lần này của ông ạ? Chuyến công tác của tôi góp phần vào việc trao đổi các đoàn chính trị và cơ quan nhà nước đang ngày càng tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là sau lễ ký kết Hiệp định Đối tác Chiến lược năm 2013 và nhân dịp 45 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước Ý-Việt. Mục đích chuyến thăm của tôi là góp phần không ngừng trao đổi các đoàn, và tôi cũng có một nhiệm vụ đặc biệt hướng tới tầm quan trọng của sự hiện diện của Italia tại Việt Nam, xét trên phương diện kinh tế và văn hóa. Nói về văn hóa, số lượng đoàn trao đổi đang ngày càng tăng. Chúng tôi sẽ ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam một chương trình tổng quan về hợp tác văn hóa giữa Italia và Việt Nam. Đây chính là đích đến của một chặng đường. Chúng tôi đã tăng gấp 3 lần số lượng các hoạt động văn hóa tại Việt Nam nhờ có sự cộng tác của các cơ quan bộ ngành và cả các doanh nghiệp tư nhân và đại diện của văn hóa Italia tại Việt Nam, cũng nhờ sự nỗ lực của đại sứ Piccioni trong giai đoạn này. Thưa ông, những dự án chính mà Bộ Ngoại giao Italia trong lĩnh vực phim ảnh là gì thưa ông? Il cinema è uno dei parte integrante del programma di queste giornate. Avremo con noi. Điện ảnh là một phần chủ chốt trong chương trình của những ngày này. Tới Việt Nam lần này có ông Roberto Stabile, đại diện của Anica, Hiệp hội các nhà sản xuất phim Italia, và cũng có một trong những đạo diễn tên tuổi nhất của Italia, ông Paolo Genovese, với bộ phim Người lạ hoàn hảo. Bộ phim này đã rất thành công ở toàn châu Âu, trong số tất cả các phim châu Âu. Chúng ta sẽ được xem bộ phim này tại Hà Nội. Đây cũng là một hoạt động rất có ý nghĩa. Vì sao chúng ta lại quảng bá và đề xuất điện ảnh Italia? Vì điện ảnh Italia là một ví dụ cho sự hòa hợp giữa văn hóa và công nghiệp. Đây là một sản phẩm made in Italy. Điện ảnh chính là của Made in Italy. Chúng tôi là một quốc gia đoạt nhiều giải Oscar nhất trên thế giới, sau Hoa Kỳ. Không chỉ dành cho đạo diễn và diễn viên, mà còn cho các nhà hóa trang, đạo diễn âm thanh, ekip sản xuất. Non può fare a meno di quel tasso di artigianità che fa anche il successo dei grandi marchi della moda e del design. Năm nay đánh dấu quan hệ 45 năm Việt Nam Italia, vậy thì hai nước có những hoạt động gì để kỷ niệm sự kiện này ạ? Nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, chúng tôi đã tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa. Tôi muốn nhắc tới buổi hòa nhạc của 11 nghệ sĩ của quỹ IPLA đến từ nhiều nước khác nhau, biểu diễn những tác phẩm nhạc kinh điển của Italia. Buổi diễn này rất thú vị, vì với việc trình diễn các tác phẩm nhạc Italia, họ đã biểu diễn cho hơn 400 người xem và được công chiếu trên các kênh truyền hình. Chúng tôi cũng tổ chức một tuần lễ thời trang Việt Nam mang cảm hứng Italia. Chúng tôi nhận thức được Italia rất nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang. Chúng tôi đã có cơ hội tổ chức những buổi trình diễn ngoài trời tại một quảng trường rất có ý nghĩa tại Hà Nội. Chúng tôi cũng đã tổ chức một buổi triển lãm tại Casa Italia với chủ đề thời trang Italia và chế biến lụa Việt Nam. Đây là sự giao thoa giữa thời trang Việt Nam và Italia, bởi vì tất cả các sự kiện văn hóa của chúng tôi đều hướng tới tinh thần đối tác chiến lược. Chúng tôi không thể hiện một nền văn hóa hoàn toàn Italia mà mang đến công chúng một cuộc đối thoại, giao thoa và gặp gỡ. Và đây chính là sự thể hiện có ý nghĩa nhất. Và buổi trình diễn tác phẩm của Barbiere di Siviglia của Gioachino Rossini tại Nhà hát lớn Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày mất của ông. Giữa hai nước ạ, đâu là những thành tựu đáng chú ý giữa hai nước? Se noi vorremmo ripercorrere il filo dei rapporti tra Italia e Vietnam. Nếu muốn nói tới sợi chỉ mối quan hệ giữa Italia và Việt Nam trong 45 năm qua, tôi sẽ nói rằng Italia đã luôn sát cánh với Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn của những năm 70. Italia đã thấu hiểu nỗi khổ của người dân Việt Nam, đồng cảm và giúp đỡ nhân đạo.
Ngày nay, Việt Nam đã hợp tác với Italia trên lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và hợp tác khoa học cũng như trao đổi văn hóa. Chúng ta có thể nhận ra một sự tiến triển vượt bậc trong thời gian vừa qua của quan hệ hai nước, đã trở thành đối tác chiến lược thực sự, là minh chứng của hiệp định ký năm 2013. Fino a diventare oggi un vero e proprio partenariato strategico come sancito dall'accordo del 2013. Cảm ơn ông rất nhiều. Trong phần vừa rồi của chương trình, chúng ta đã được Vụ trưởng Vụ Xúc tiến Kinh tế và Văn hóa chia sẻ tổng quan về mối quan hệ giữa Việt Nam và Italia. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị khán giả cùng Thế giới sự kiện tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ kinh tế cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai giữa hai nước. Theo đại sứ Italia tại Việt Nam, Cecilia Piccioni, quan hệ chính trị ngoại giao gắn bó sâu sắc giữa hai nước suốt 45 năm qua là nền tảng để quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư có những bước tiến đáng kể. Như bạn biết đấy, năm nay kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia và tôi phải nhấn mạnh rằng hoạt động đầu tư, trọng tâm trong quan hệ hai nước đang phát triển rất mạnh mẽ cùng với nhiều lĩnh vực khác. Từ khi hai nước ký Hiệp định Đối tác Chiến lược năm 2013, chúng tôi đã chứng kiến sự bùng nổ về hợp tác song phương. Tôi xin đưa ra một vài con số, mà theo tôi thì nó có ý nghĩa hơn ngàn lời nói. Italia đứng thứ 3 trong số các quốc gia EU muốn xuất khẩu sang Việt Nam và cũng là nhà nhập khẩu chính các sản phẩm từ Việt Nam trong EU. Kim ngạch song phương đạt khoảng 4,3 tỷ euro. Chúng tôi rất mong đợi FTA giữa EU và Việt Nam sớm có hiệu lực, tạo động lực cho hợp tác kinh tế giữa chúng tôi và Việt Nam. Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến hết năm 2017, Italia đứng thứ 32 trên 128 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 86 dự án, có tổng vốn 388 triệu đô la Mỹ. Các nhà đầu tư Italia đầu tư chủ yếu vào hai hình thức chính, 100% vốn nước ngoài và liên doanh. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Italia ở các lĩnh vực sản xuất khác nhau quan tâm và mong muốn đầu tư tại Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư thành công điển hình của Italia tại Việt Nam là Piaggio, Bonfiglioli, Ariston sẽ mở đường cho các doanh nghiệp Italia khác đến Việt Nam. Về thương mại, kim ngạch hai chiều năm 2016 đạt 4,7 tỷ đô la Mỹ, năm 2017 đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ, 7 tháng đầu năm 2018 đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ. Như vậy chỉ trong 10 năm, từ vị trí thứ tư, Việt Nam đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Italia trong khối các nước ASEAN. Trong đó, cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này vẫn tiếp tục xu hướng của những năm trước, nổi bật là sự gia tăng của các mặt hàng điện thoại, linh kiện. Các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam cũng đang có xu hướng gia tăng cao tại thị trường Italia. Nổi bật, sản phẩm hạt điều với giá trị xuất khẩu đạt 50 triệu đô la Mỹ trong năm vừa qua, tăng 10%. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Italia cũng có những bước tăng trưởng tích cực, với giá trị xuất khẩu đạt 271 triệu đô la Mỹ, tăng 10,4%. Mặt hàng thủy sản đạt giá trị xuất khẩu gần 150 triệu đô la Mỹ, tăng 9,6% so với năm 2016. Như vậy có thể thấy, quan hệ Việt Nam-Italia với chiều dài 45 năm đã đạt đến một ngưỡng thành công nhất định. Điều quan trọng lúc này là cần làm mới để nâng tầm hơn nữa quan hệ và khai thác được hết tiềm năng của mỗi nước. Quay trở lại với chương trình, thưa Vụ trưởng, nếu chỉ tính riêng về mặt thương mại, kinh tế và đầu tư, ông đánh giá thế nào về những thành tựu giữa hai nước đã đạt được và đâu là những khó khăn còn tồn tại? Dicevo della collaborazione economica, oggi partiamo e parliamo. Nói về hợp tác kinh tế, ngày nay chúng ta nói về mối ràng buộc giữa Việt Nam với Italia, đối tác chiến lược quan trọng. Chúng ta đã đạt được kim ngạch thương mại 4,3 tỷ euro. Italia là nước xuất khẩu thứ 3 trong khối EU, nước nhập khẩu thứ 6 và vượt lên trên các con số. Điểm nổi bật đáng chú ý chính là Italia đã thành công trong việc phát triển mối quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điểm mạnh của kinh tế Việt Nam cũng chính là trụ cột của hệ thống sản xuất Italia. Tại Italia, chúng tôi có 4 triệu 500 nghìn doanh nghiệp, nước có nhiều doanh nghiệp nhất tính trên đầu người. Điều đó có nghĩa là cứ 11 người dân Italia sẽ có một doanh nghiệp. Và thế mạnh của việc tạo nên một số lượng lớn các doanh nghiệp, của một sự sáng tạo, kiến thức quản lý doanh nghiệp rất giống như những gì đang phát triển ở Việt Nam. C'è questa qualità nel rapporto tra Italia e Vietnam che è fatta dall'interazione tra le piccole e medie imprese. Sắp tới, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU sẽ có hiệu lực. Vậy thì Hiệp định EVFTA này sẽ tạo động lực gì cho hai nước ạ?
vượt lên trên những con số, kích thước chính là chất lượng của mối quan hệ giữa Italia và Việt Nam. Chúng tôi đã luôn là những người ủng hộ nhiệt tình cho hiệp định giữa EU và Việt Nam. Tôi nghĩ rằng hiệp định này sẽ mang lại lợi ích cho EU và cho Việt Nam. Và chắc chắn, Italia, một quốc gia xuất khẩu với sự hiện diện rõ nét tại Việt Nam, với hơn 84 dự án đầu tư, hàng trăm doanh nghiệp sẽ có cơ hội lớn với sự hòa nhập của thị trường Việt Nam và thị trường châu Âu. Chắc chắn, để hiệp định này được thực hiện, cần có sự đồng thuận và quyết tâm của cả hai phía. Chúng tôi biết rằng chúng ta sẽ vượt qua được các hàng rào thuế quan, nhưng cũng cần phải vượt qua được những hàng rào không phải thuế quan. Có nghĩa là cần phải làm lưu thông dòng chảy hàng hóa giữa hai thị trường vì lợi ích của Việt Nam, châu Âu cũng như của Italia. Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ ủng hộ cho sự hòa nhập mạnh mẽ của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Khả năng sản xuất của Việt Nam đang ngày càng vững mạnh, và vì vậy, lợi ích của Việt Nam cũng liên quan với thị trường châu Âu để có thể bứt lên thành một nước công nghiệp có tiềm năng mạnh ở châu Á. Ông có lời khuyên gì dành cho các doanh nghiệp Việt Nam khi muốn đầu tư tại Italia? L'Italia è un paese che accoglie gli investimenti internazionali. Italia là một quốc gia đón nhận nhiều đầu tư quốc tế, đặc biệt với Việt Nam. Bên cạnh việc tiếp nhận đầu tư, chúng tôi hướng tới một sự hợp tác đối tác kết nối sự sáng tạo của hai quốc gia. Như tôi đã phát biểu lúc đầu, doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tìm thấy trong doanh nghiệp Italia khả năng tạo nên doanh nghiệp, sáng tạo và chia sẻ công nghệ. Chúng ta đã ký cam kết về hai trung tâm công nghệ, da giày và dệt may. Tôi nghĩ rằng hợp tác công nghệ sẽ còn phát triển hơn thế nữa. Chúng ta đang di chuyển trên những mắt xích có giá trị cao, quan trọng và tầm cao. Bởi thế, chúng ta có thể tạo nên một hợp tác đối tác công nghệ đối diện với các chủ đề đổi mới các doanh nghiệp vừa và nhỏ Italia và Việt Nam. Tôi nghĩ và tôi nhìn ra rằng các chủ doanh nghiệp Việt Nam rất quan tâm đến việc đẩy mạnh mối quan hệ của họ với Italia. Che gli imprenditori vietnamiti sono molto interessati a rafforzare ulteriormente i loro rapporti con l'Italia. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Sì, cảm ơn. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của Vụ trưởng Vụ xúc tiến kinh tế và văn hóa Italia đã giúp quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về mối quan hệ giữa hai nước cũng như những tiềm năng phát triển giữa hai bên. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.